唯独吃火锅不只要吃饱，还有与所爱之人分享、联络感情、庆祝等寓意。越南人爱吃火锅，走进商场或美食街，可以看到韩式、日式、泰式、中式火锅品牌齐全。近来台湾火锅品牌也来插旗，受到消费大众欢迎。Ở Việt Nam thì không có cái thuốc bắc ấy. Nước lẩu này có thuốc bắc là đối với cơ thể rất là tốt nên em rất là thích. Em thấy em bình thường em không ăn cay nhưng mà thấy cái vị cay của nồi này rất là hợp, nó không cay quá, không gắt quá, nó phù hợp với mọi người.台湾美食先前已由越南旅客去台湾游玩带动一波挂包、鸡排等小吃流行风潮。尽管目前市场上各国的火锅林立，台湾火锅品牌此时进军没有先发优势，但是业者标榜浓醇清香的特殊汤头和细致服务，店内装潢气氛和设计也比较台湾。开店两个月来，刮起朝圣旋风，几乎天天客满。台湾、中国。Thì việc thị trường mà ẩm thực Việt Nam là một thị trường rất là còn nhiều tiềm năng để phát triển. Là một thị trường mới nhưng mà cũng đang phát triển rất là nhanh, nhưng mà vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Thì trong đó thì với một cái, tức là lịch sử thì và cái sở thích thì người Việt Nam là rất thích ăn lẩu. Đấy, rất thích ăn lẩu. Nên là từ cũng không phải là mấy năm trở lại đâu mà từ trước đến giờ.Từ coi như là cũng có thể từ 15 đến 20 năm nay ấy, là người Việt Nam là đã thích ăn lẩu rồi.越南有近亿人口，市场可期。越南工商部指出，民众每个月有35%的开销花在吃上面。也有专家预测，随着越南中产阶级的崛起，加上消费者喜欢体验新的餐饮服务，今年餐饮业收入有望达到310亿美元，而且成长空间巨大。中央社记者陈嘉伦河内报道。